Hello anh em nha. Thì hôm nay bắt đầu mình báo cáo với anh em là một thằng thú đã rời bỏ cuộc chơi và đi nuôi thú nha anh em. Nói chung là không phải là nuôi thú dữ mà là nuôi gấu nha. Đó, cho vui là cháu của mình là Đinh Quang Vinh đó, này nó đi cưới vợ, thằng thú ham vui rồi, bỏ đi câu rồi. Giờ mình sẽ quay cho quý vị coi là cái đám cưới của cháu mình nó như thế nào nha các bạn. Vô con không, anh Tám để anh tao chỉ đạo cho không
chủ yếu là hai người này bưng trước đưa cho mấy này ra rồi hồi mình mới tiếp. Rồi một hai đưa rồi xong rồi đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn, đi luôn. Đấy, tiếp 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 con tiếp con dạ tiếp trước vô tiếp con rồi thứ hai bên đó luôn. Chú Hùng xích vô chú Hùng. Vô luôn, vô đi. Quá hảo cái môn này. Mày lấy mày mượn máy mày rồi, thiếu góc rộng rồi. Tôi đâu có đem cái kia theo là 12. Được rồi, tốt rộng rồi. Rộng rồi, tốt rộng rồi. Ừ, 0.5 mà chụp về đây, dùm về tắm rồi. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông đi với ai? Cởi quần cởi áo, ủa anh cởi kiến đồ ra là có thấy nó đẹp đấy. Má giống Alan DeLong quá. Nhưng mà tỉnh nó chạy. Đúng vậy, Alan thì ít nhưng mà Long thì nhiều nha. Kiến xuống rồi coi đủ ừ. Trời ơi nam thanh nữ tú rồi dữ dằn đang ở sao kìa, bấm kiến xuống rồi, bấm kiến xuống rồi, kiến sao luôn đó, lòng tiếng luôn mà đấy đủ độc nó nước đầu không cho ra ngoài luôn á, ém vô này luôn rồi xong. Hiện tại là bây giờ mình đang chuẩn bị qua, nhưng mà qua phà thì đàn gái nằm ở ở Mỹ Hòa Hưng các bạn ơi, đàn gái nằm Mỹ Hòa Hưng cho nên bây giờ hiện tại đang tới phà nha anh em.
đang lên phà nha anh em. Vô trong đứng đỡ đi mấy cái đứa. Từ má. Cầm gì đâu, gì đâu, đâu quan trọng là nó đừng có ấy thôi. Tại vì xe không à. Xe không à. Nhà quay cậu cháu quay chơi chứ không phải là tao biết rồi, nhưng mà nãy xe vừa tới một hàng xe này. Rồi đây chưa để tới không vô được. Đứng sẵn đi cưng, họ đi bước ra cưng. Yeah.
dừng máy trước đi, dừng dừng lại thấy thấy. Qua bên đây đi lại nè. Đi đâu cũng được chứ. Rồi bên bên mấy cô gái bắt đầu chuẩn bị nha. Rồi đồ của chú rể đâu, sắp vô. Có phụ vô hàng cũng phụ vô cái mầm kia rồi. Anh ta chưa đâu. Đứng ngồi đây chứ đi, đứng lên chứ. Sao hiện nó đưa có bông ra.